Mình là VWatt và hôm nay Lego City 60253. Lâu rồi mình mới quay Lego City đó, tại vì á này sẽ bán kem của năm 2020 luôn. Có cái bản số xe cần cái hồi cái kem nhìn quá rồi, với lại cái em này cầm cái tờ tiền rồi chạy trên cái kem của tiền nè. Rồi mình sẽ mở cái hộp này ra. Cũng dễ quá mà. Thế mình mở quen lắm rồi. Bệt 61, bệt 62, sách hướng dẫn bị nhăn nheo hết rồi. Em gửi đó là sách hướng dẫn. Đây là bệt số 1, có nghĩa mình cái này là rác bệt số 1 là mình rác được nhiêu đai thôi. Còn bệt số 2 thì mình rác nhiều hơn, cái là mình rác nguyên xe luôn. Wow. Xem cái hướng dẫn này cũng đơn giản. Và hai cái thanh này, hai cái thanh xịn sao. Ok, bệt số 1 đây sẽ cắt ra. Mình sẽ xé rồi mình bao vô. Mở ra thôi nào. Rồi, cái này là bịch sô cô thì mình sẽ để vô chỗ riêng. Nhất là cái chỗ này nè. Bây giờ sao bỏ vô cái chỗ đó. Và ít đồ sô cô thôi nè. Và nếu các bạn thích thì hãy like và share và quên subscribe nha. Bye bye. Khi nào mình làm xong thì mình sẽ show tóc phản cho mấy bạn. Yo, bye bye.